Công chúa cưỡi quái vật. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một nàng công chúa không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn thao tài võ lược, không thua kém gì đấng nam nhi. Mọi người đều gọi nàng là Ali. Trình độ bắn tên của mình cũng không đến nỗi tôi, phải vào cung khoe với vua cha mới được. Muôn tàu đức vua, sứ thần vừa báo tin về, nước láng giềng đang có âm mưu đánh chiếm nước ta ạ. Sao? Có chuyện như thế ư? Chẳng phải hai nước chúng ta đã ký hiệp ước hòa bình rồi sao? Thần cũng không biết tại sao họ lại phá vỡ hiệp ước nữa ạ. Có phải vì họ thấy tình hình quân đội của nước ta không tốt, ta lại không có hoàng tử nối dõi, nên mới sắp tâm đánh chiếm không? Có lẽ thế ạ. Theo như thần thấy, việc ra quân lần này chúng ta chỉ có thất bại thôi. Mong đức vua xem xét. Trời ơi, làm thế nào bây giờ? Phải rồi, trước giờ mối quan hệ giữa nước ta và nước Tiro rất tốt. Ta có thể sang nhờ đức vua nước Tiro ra quân trợ giúp. Nếu được nước Tiro giúp đỡ thì quá tuyệt rồi ạ. Nhưng đây là việc lớn. Vua nước Tiro lại vô cùng khó tính. Thần e là nếu cử một viên quan làm sứ giả sang đưa tin, vua Tiro sẽ nghĩ nước mình không coi trọng họ. Nhẹ thì sẽ gián tiếp từ chối, nặng hơn thì có thể lấy cớ khiêu chiến nước mình đấy ạ. Khanh nói phải, chắc ta phải đích thân đi lần này. Đức vua, ngài có sao không ạ? Vua cha, người không sao chứ? Trời ơi, máu, người đâu? Ta không sao, các người đừng quá lo lắng. Ngày mai khỏe lại, ta sẽ lên đường sang nước Tiro. Sức khỏe của người như thế này, làm sao mà đi được chứ? Thưa vua cha, con sẽ đi thay cho người. Con là công chúa duy nhất của nước ta, chắc chắn vua Tiro sẽ nể mặt của con. Người hãy cứ yên tâm ở lại dưỡng bệnh đi ạ. Con làm sao biết được chuyện quốc sự? Thứ lỗi cho con đã nghe được câu chuyện của vua cha và vị tướng quân đây. Này đất nước lâm nguy, con không thể đứng nhìn. Con cũng phải có một phần trách nhiệm. Con sẽ không để người thất vọng đâu ạ. Ngay lập tức, công chúa mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa lên đường. Nàng băng qua những cánh rừng, đi hết 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng cũng sang được địa phận nước Tiro. Nè cô gái, cho bà già nhiều chuyện này hỏi. Cô định đi về đâu thế? Dạ không giấu gì bà, cháu đang trên đường sang nước Tiro ạ. Cũng sắp tới nơi rồi. Trời, tôi khuyên cô, nếu muốn sống thì hãy quay về đi. Gần đây á, ngay bên ngoài thành Tiro xuất hiện một con quái vật biết phun lửa. Nó sống trong một hang động cách đây 50 dặm. Hễ cứ ai đi qua là nó sẽ bắt ăn thịt. Người dân Tiro còn không dám đi ra khỏi thành nữa là. Thật thế sao ạ? Cô hãy quay về mau đi. Bao nhiêu dũng sĩ trai tráng còn bị nó hạ gục nữa, huống chi là cô. Không, đã đến đây rồi thì tôi không thể quay về được. Tôi sẽ chiến đấu với con quái vật đó đến cùng. Mặc cho bà lão hết lời khuyên ngăn, nhưng cô công chúa vẫn quyết tâm ra đi mà không sợ hiểm nguy. Chẳng mấy chốc, công chúa đã đến cửa hang của quái vật. Khoan đã, hình như chân của ngươi bị thương à? Dù có bị thương, ta cũng dư sức dẫm chết ngươi. Ngươi muốn giết chết ta, ta đương nhiên không thoát được. Nhưng trước khi chết, ta muốn giúp ngươi lấy chiếc gai nhọn đang cắm sâu trong lòng bàn chân của ngươi, có được không? Ngươi muốn giúp ta ư? Phải, vì ta thấy thân hình to lớn, cồng kềnh của ngươi khiến ngươi không thể tự mình nhổ chiếc gai đó ra được. Mà nếu không nhổ ra được, vết thương ác sẽ rất nhức nhối và đau đớn. Chiếc gai đã được nhổ ra rồi đó, giờ ngươi có thể giết chết ta được rồi. Tại sao ta phải giết một người tốt như nàng chứ? Sở dĩ ta hung dữ như vậy là do vết thương ở chân khiến ta khó chịu. Hơn nữa, tất cả mọi người đến đây đều muốn tiêu diệt ta. Nhưng giờ vết thương đã được băng bó, nàng lại còn giúp ta. Vì thế, ta sẽ không hại nàng đâu. Ngươi nói thật chứ? Vậy chúng ta có thể làm bạn được không? Tất nhiên là được rồi. Thế rồi, quái vật coi công chúa như người bạn của mình và tiếp đãi vô cùng chu đáo. Cả hai trò chuyện rất lâu. Công chúa tâm sự với quái vật về sứ mệnh của mình, rồi cô từ biệt quái vật lên đường,
hẹn vài ngày sau sẽ gặp lại. Chỉ viện quân đội đi cứu đất nước của nhà ngươi ư? Đừng có nằm mơ. Ngài nói thế là sao? Chẳng phải trước giờ mối quan hệ giữa hai nước chúng ta rất tốt à? Đó là trước kia thôi. Còn bây giờ, đất nước của ngươi đang là miếng mồi ngon cho tất cả. Ta cũng đang định mang quân sang đó, nhưng ngặt vì con quái vật kia ngăn cản giữa đường. Này người qua đây được, nghĩa là con quái vật cũng đã biến mất. Ta không còn gì cản trở nữa rồi. Giờ có ngươi trong tay, ta lại càng nắm chắc phần thắng. Ngài... bắt lấy cô ta! Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra! Nè! Thả ta ra! Công chúa, hãy đợi ta! Ôi! Bạn của ta! Người đến cứu ta sao? Công chúa, đang bám chặt nha! Hỡi các binh lính, các người có bằng lòng theo ta về nước để dẹp loạn không? Ta sẽ không đối xử tệ với các người đâu. Công chúa là một người vô cùng dũng cảm, chúng tôi rất cảm phục người. Chúng tôi bằng lòng theo người về nước tương trợ. Với sự giúp đỡ của quái vật và đội quân thiện chiến nước bạn, công chúa đã ra trận thắng lợi và bảo vệ được sự an toàn của đất nước. Con gái quá không làm ta thất vọng. Ta rất tự hào về con. Trời ơi, chuyện gì thế này? Thưa đức vua, hoàng hậu và công chúa, ta chính là hoàng tử xứ Ali, người bị trúng lời nguyền biến thành quái vật cách đây 100 năm. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi người con gái ta thực sự yêu thương trao cho ta một nụ hôn. Và công chúa chính là người đó. Chàng, thì ra chàng không phải là quái vật thật sự. Ali, ta yêu nàng, nàng có đồng ý làm vợ ta không? Trước đây chàng là quái vật, thiếp còn không sợ. Huống hồ giờ chàng đã là một hoàng tử tuấn tú. Thiếp bằng lòng. Tốt lắm, từ giờ ta có thể yên tâm giao vương quốc này cho hai con rồi. Hãy thay ta cai quản đất nước. Cuối cùng, công chúa đã kết duyên cùng hoàng tử xứ Ali. Sau khi nhà vua mất, hoàng tử lên ngôi kế nhiệm. Công chúa trở thành hoàng hậu. Hai người cùng nhau cai trị đất nước ngày càng thịnh vượng. Chàng trai và nàng tiên. Xưa kia, ở một vùng vịnh biển nọ, có một làng chài sinh sống. Nơi đây có mùa đông dài khắc nghiệt khủng khiếp, khi nhà nhà phải kín cửa cao tường để chống lạnh. Để chuẩn bị cho mùa đông dài, dân làng phải chuẩn bị đầy đủ lương thực dự trữ. Trong làng có cậu thanh niên tên Ben hiền lành, lại chăm chỉ, đánh bắt được rất nhiều cá và thường chia cho những người trung tuổi, già cả, không có sức khỏe để ra khơi xa. Cảm ơn cậu Ben nhiều lắm, cậu thật là tốt bụng. Ai mà được rể là cậu Ben thì đúng là phước đức ba đời. Cháu còn trẻ, có sức đi xa, giúp được thêm ai cái gì thì giúp, không có gì đâu các bác ạ. Rõ là lắm chuyện, không có cách nào nhổ được cái gai này đi. Đúng thế, còn hắn ở đây thì các nàng có giá nhất trong làng, chẳng bao giờ đến lượt anh em mình. Vào dạo gần cuối mùa thu, trai tráng trong làng sẽ cùng hợp tác trong chuyến ra khơi cuối cùng để đánh bắt nhiều cá nhất có thể, dự trữ trước kỳ trú đông dài. Lần này được chung thuyền với anh em cường nhất làng, có gì nhờ anh chỉ bảo cho. Anh quá lời rồi, quăng lưới đánh cá thì cả làng chúng ta cùng thạo như nhau mà. Đoàn thuyền sẽ dừng lại ở bãi cá dồi dào nhất, dựng những túp lều tạm trú lại để thả thêm thật nhiều mẻ lưới đầy trước khi mùa thu thật sự kết thúc. Khi không khí lạnh chớm đến, tất cả mọi người giáo giác chuẩn bị quay về làng để kịp trú đông. Anh em ta đi chuyến cuối nha, ở lại dọn dẹp một chút, xem còn ai quên đồ đạc gì không. Nhất trí. Trời ơi, tôi quên con dao sắc nhất, tốt nhất trong liệu mất rồi. Tôi không thể bỏ lại nó được. Cậu chạy lại lấy cho tôi trong lúc tôi nhổ neo và chuẩn bị bánh lái được không? Được chứ, cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ quay lại ngay.
Kỳ Tôn, dừng lại, đợi tôi với, cậu mau quay lại đi. Khi Ben nhận ra thì anh đã chính thức bị bỏ lại hoang đảo lạnh lẽo. Và chỉ nay mai thôi, mùa đông khủng khiếp sẽ ập đến. Con dao cậu ta vô tình hay cố ý bỏ lại này chính là thứ duy nhất mình có giữa hòn đảo hoang này. Và mùa đông sắp ập đến rồi, người ta sẽ chỉ dòng thuyền trở lại đại dương khi mùa xuân sang thôi. Oán hận vẫn vô ích, mình phải bình tĩnh lại, phải nghĩ cách để sống sót. Bờ bên này đảo đúng là đỡ trống trải hơn, có cây cối thì hẳn là có động vật sống rồi. Con dao này tuy nhỏ nhưng có đó mình sẽ làm được một cái cung tên để săn chim chóc lấy cái ăn, rồi dựng một cái liều mới, kiếm thật nhiều củi sưởi ấm nữa. Cứ như vậy, Ben vượt qua những ngày đầu đông mà cái rét đã như cắt da cắt thịt, rồi những ngày tuyết rơi nặng hạt, thời tiết mỗi lúc càng khắc nghiệt hơn. Hình như sắp có bão tuyết hay sao? Trời ơi, lạnh quá, phải nhóm thêm nhiều củi nữa mới được. Lạnh quá, nếu không nhóm được lửa thì mình sẽ chết mất. Trời ơi, mình không nhìn nhầm chứ? Kia chẳng phải một con thuyền hay sao? Nhưng sau nó lại sáng rực bất thường thế kia. Lạ kỳ, con thuyền sáng rực tiến vào bờ, mang theo rất nhiều thần tiên ghé thăm hòn đảo lúc này đã phủ trắng bởi tuyết trước sự sửng sốt của Ben. Mùa đông năm nay tôi thấy hòn đảo này còn đẹp hơn nhiều mọi năm. Không khí này thật là dễ chịu. Nào mọi người, hôm nay chúng ta hãy thử say rượu xem sao. Cái cảm giác say mà người hạ giới thường thích thú đó. Nhất trí, say rồi ngủ một giấc trước khi trở về nha. Những người kia kỳ lạ quá, mình chưa từng gặp trên đời. Lẽ nào họ không thấy lạnh hay sao mà cứ ăn uống nói chuyện vui vẻ chứ? Mình có đơn ra chào hỏi không ta? Thôi, cứ quan sát thêm xem sao, nhỡ ra họ là người xấu thì... Hình như có người lạ trên đảo. Khẩn trương lên thuyền ngay, chúng ta không thể bị lộ tung tích được. Nhanh như một cơn gió, con thuyền kỳ lạ mang theo những vị tiên mất hút hoàn toàn. Nhưng trong lúc vội vã, họ đã bỏ sót một thứ. Nàng tiên trẻ nhất còn ngủ quên dưới bàn tiệc. May quá, họ đã đi cả rồi, còn để lại bàn tiệc này. Đã lâu lắm rồi mình mới được ăn trái cây tươi ngon. Anh là ai vậy? Tôi sống ở làng chài cách đây nhiều hải lý, bị lạc trên đảo hoang này. Không ngờ hôm nay có các vị ghé thăm. Các vị là... Chúng tôi là thần tiên trên núi Kala. Nhưng giờ tôi không có thuyền mây đến đón thì không thể trở về nhà được nữa. Nàng đừng lo lắng gì hết. Nếu nàng không chê, hãy theo ta. Chúng ta hãy kết nghĩa phu thê. Từ nay ta sẽ chăm sóc cho nàng. Trước hết, chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi đảo này đã. Tôi vẫn còn lại một chút phép tiên, nó có thể giúp chúng ta quay trở lại làng mạc của chàng. Trở về làng với những vật báo còn lại khi từng là tiên nữ, vợ chồng Ben đã xây dựng một căn nhà khang trang, của cải vật chất không thiếu. Người đã hãm hại Ben bỏ anh ngoài hoang đảo thấy vậy thì vô cùng ghen tức. Anh ta chờ đến mùa đông năm sau, một mình ở lại đảo, mong tìm được người vợ tiên. Nhưng ác giả ác báo, các vị tiên mùa đông ấy đã không ghé lại đảo. Thay vào đó là một đám quỷ dữ hung tợn. Chúng bắt lấy kẻ mưu mô hại bạn, mang theo về địa ngục. Hoàng tử ếch. Con gái, nay con đã đến tuổi lấy chồng. Ta đã ban chiếu công bố khắp thiên hạ, những chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất sắc nhất đã đến đây. Họ đều có nhã ý muốn hỏi con làm vợ. Con hãy tự chọn cho mình một phò mã đi. Phò mã sao?
để con xem trong số họ ai là người xứng đáng. Thấp thế này mà cũng đòi cầu hôn ta sao? Người gì mà như cái gậy vậy? Xấu quá đi mất. Nếu như mặc váy vào thì trông anh chẳng khác gì phụ nữ cả. Con thật quá đáng. Phụ hoàng, ta đã cho con cơ hội chọn lựa mà con quá kiêu kỳ. Vậy nên ta quyết định, bất cứ ai hễ nhặt được viên ngọc này, ta sẽ gả con cho hắn. Phụ hoàng. Dạ tâu hoàng thượng, đã có người nhặt được viên ngọc rồi ạ. Vậy sao? Mau truyền người đó vào đây gặp trẫm. Nhưng mà đó là một con ếch khổng lồ, tự xưng là hoàng tử ếch, thưa hoàng thượng. Cái gì? Hả? Sao cơ? Con sẽ phải lấy một con ếch làm chồng sao? Phụ hoàng, con xin người mà, người hãy rút lại mệnh lệnh đi mà. Lời vua đã ban ra, không thể rút lại, con hãy thu xếp đi. Không, phụ hoàng. Không, mình thà chết chứ không bao giờ chịu lấy một con ếch làm chồng đâu. Phải sống và cần được sống. Ta không thể. Ta là người đau khổ nhất thế gian này. Tại sao công chúa lại nói thế? Nàng hãy kể lại cho tôi nghe xem nào. Người và ếch khác biệt, ngươi không thể hiểu được đâu. Tuy tôi là ếch, nhưng mọi tâm tư của con người tôi đều hiểu rõ và đã trải qua. Thật thế sao? Tôi là một con ếch bất hạnh nhất thế gian này. Tôi cũng muốn được yêu và khao khát được yêu, nhưng không thể. Lúc nào tôi cũng phải sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Nhưng công chúa xem đấy, tôi vẫn phải sống, sống để hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Thật không ngờ, một con ếch mà cũng sâu sắc đến thế. Có khi nào nó là người nhặt được viên ngọc của phụ hoàng không? Chắc không đâu, không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Công chúa, nàng đang nghĩ gì thế? Không có gì. Thế nên công chúa có tâm sự gì thì đừng ngại nói với tôi. Tôi sẽ chia sẻ cùng công chúa. Tôi thật lòng muốn được làm bạn với công chúa. Chân của công chúa còn đau không? Hết đau rồi. Giờ ta có thể chạy nhảy đi lại bình thường rồi. Cảm ơn ếch nha. Tôi phải cảm ơn công chúa mới phải. Nhờ có công chúa ở đây làm bạn mà tôi thấy cuộc sống vui hơn, có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ếch đúng là một người tốt. Nhưng có lẽ ta sắp phải đi rồi. Nàng định đi đâu? Ta cũng không biết nữa. Chân ta đã bình phục rồi. Ta không còn lý do gì để ở đây nữa. Ta không muốn làm phiền ngươi đâu. Nàng vẫn có thể ở đây mà. Ta không phiền đâu. Cảm ơn ngươi vì tất cả, nhưng ta thật sự phải đi rồi. Ta cũng cảm ơn nàng, những ngày qua đã chấp nhận làm bạn với ta. Nàng đi rồi, ta sẽ buồn lắm. Không có ta ở bên. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Cuộc sống sau này của nàng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Bất cứ lúc nào muốn quay về, ta cũng sẵn sàng chờ đón nàng hết. Ta biết, đã đến lúc ta phải trả giá vì thói kiêu căng của mình. Cảm ơn ngươi một lần nữa. Hả? Chuyện gì thế này? Cảm ơn nàng đã giúp ta hóa giải lời nguyền. Ta vốn là một hoàng tử bị mụ phù thủy phù phép. Chỉ có nụ hôn chân thành của người con gái ta yêu mới giúp ta trở về nguyên dạng. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Hả? Thật vậy sao? Giờ thì ta có thể danh chính ngôn thuận cầu hôn nàng rồi. Nàng đồng ý lấy ta chứ? Viên ngọc, thì ra là chàng chính là hoàng tử ếch đã nhặt được viên ngọc của phụ hoàng. Em đồng ý. Giờ thì em không còn lý do gì để từ chối chàng nữa rồi. Ta yêu nàng.
Hộp bí mật Pandora. Thưa thần giới, xảy ra chuyện lớn rồi ạ. Có chuyện gì vậy thần truyền tin MX? Nhà ngươi đi đâu mà hớt hà hớt hải vậy? Bẩm người, sau khi anh em thần ti tăng khổng lồ Romete và Epimete tạo ra loài người, Romete đã cả gan lấy cắp ngọn lửa linh thiêng trên đỉnh Olympus để mang xuống mặt đất cho họ. Tên Romete to gan này, lẽ nào hắn đã quên ta cảnh báo hắn thế nào rồi sao? Khi Romete và em trai của hắn là Epimete tạo ra các loài trên thế gian, đã trao hết cho con thú những khả năng đặc biệt là sự nhanh nhẹn, tốc độ, sức lực, đôi cánh, bộ móng vuốt sắc nhọn. Riêng với con người, hắn đã lén lấy lửa đem xuống cho họ. Giờ đây con người đã được trao sức mạnh vô biên, không còn sợ thú dữ, không còn sợ bóng đêm nữa, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm với muôn loài. Ta phải trừng phạt Romete và loài người, không thể để chúng dễ dàng tự tung tự tác muốn gì được nấy, sớm muộn sẽ thành tai họa. Emex, gọi ngay thần rèn hay phải tốt đến đây. Thưa người, con đã có mặt. Thần rèn hay phải tốt, ta có việc cần đến tài năng của ngươi đây. Hãy nặng một người phụ nữ thật xinh đẹp, thông minh, giọng nói ngọt ngào, gương mặt khả ái, vóc dáng diễm lệ, có khiếu nghệ thuật âm nhạc nữa. Con e rằng phải cần đến sự giúp đỡ của nữ thần trí tuệ Athena, nữ thần sắc đẹp Aphrodite, thần ánh sáng Apollo và thần truyền tin Hermes. Cứ làm theo những gì ngươi thấy đúng. Ta muốn người phụ nữ đó phải thật quyến rũ và có sức mê hoặc khủng khiếp. Đẹp, đẹp lắm, thật xuất sắc. Người phụ nữ này có thể là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có thể là nỗi bất hạnh. Thưa người, xin hãy cho nàng ta một tên gọi. Pandora, gọi nàng ta là Pandora. Đây là món quà cho nhà ngươi, nhưng dù bất cứ lý do gì không được mở được ra. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Dạ, con chỉ làm theo lời ngươi. Có chuyện gì vậy? Hỏi thần Emex, thần giới đã trừng phạt anh trai Promete của ta chưa đủ hay sao? Anh ấy đang phải chịu đau đớn xì xích trên núi cao Cassian rồi đó thôi. Không đâu, Epimete, thần giới muốn tặng ngài một món quà. Quà tặng ư? Muốn quà gì cho ta vậy? Nhưng anh Promete đã dặn mình không được nhận bất cứ món quà nào từ các vị thần, vì có thể nó sẽ mang đến đau khổ. Ta không muốn nhận quà gì hết. Không đâu, Epimete, ngươi vẫn chưa thấy món quà mà. Epimete à, thần giới muốn ban nàng làm vợ ngươi, để cùng ngươi sống trọn vẹn đời này. Nàng đẹp quá, trời ơi, ta biết làm thế nào đây. Thần Emex, ta xin nhận Pandora làm vợ ta. Ta đã si mê nàng ngay phút đầu gặp mặt, xin hãy gửi lại cảm tạ của ta tới thần giới. Pandora, đây là chiếc hộp gì vậy? Đây là quà mừng cưới của thần giới gửi tặng cho em, nhưng em được dặn vĩnh viễn không được mở ra xem. Nếu vậy thì nàng được mở. Chiếc hộp này tuy đẹp mê hoặc, nhưng nếu thần giới đã chặn nàng như vậy thì tuyệt đối đừng mở. Ta cất nó vào đây, tốt nhất chúng ta đừng nhìn thấy nó thì hơn. Giờ ta đi vắng một lát, nàng ở nhà nghỉ ngơi đi, trông coi cẩn thận nha. Trong cái hộp đó có gì mà không cho ta xem được nhỉ? Liệu có thứ gì quý giá không, hay là bí mật nào động trời? Nếu là quà tặng của thần giới trao cho ta, tại sao ta lại không được xem? Không được, ta không được xem. Nhưng chiếc hộp này đẹp tuyệt trần như vậy, nhất định không thể đựng đồ gì xấu xí được. Pandora, mau đóng hộp lại. Thật là ngu ngốc. Sự tò mò của ngươi vừa giải thoát thứ gì, ngươi có biết không? Nó sẽ đi khắp nơi gieo rắc những gì xấu xa nhất mà con người sẽ phải đối mặt trên thế gian này. Đó là sự trừng phạt của ta dành cho anh em nhà Promete và loài người. Con sai rồi, xin thần hãy cho loài người chúng con một lối thoát. Ngươi nhìn xem trong hộp còn gì không? Thưa ngài, đây là thứ gì vậy ạ? Đó là hy vọng và tình yêu. Chỉ có điều này mới cứu được các ngươi, để vượt qua mọi đau khổ mà thôi. Con xin cảm tạ ngươi. Những tính xấu của con người hiện nay chính là sự trừng phạt của thần giới. Điều tốt lành duy nhất mà chiếc hộp mang lại là niềm hy vọng và tình yêu mãnh liệt, để con người tìm được hạnh phúc trong cuộc đời. Sự tích nọc độc của loài rắn. Khi tạo hóa mới sinh ra muôn loài sống trên trần gian, rắn
cũng chỉ là một loài vật thông thường, không đáng sợ. Nhưng rắn vốn tinh khôn, nên nó đã nhận ra rằng các loài vật sinh ra đều có một thứ vũ khí để tự vệ. Còn nó thì chẳng có thứ gì. Một hôm, chúng triệu tập một cuộc họp bằng cách làm sao cho loài rắn có uy quyền. Các bạn thân mến, cuộc họp hôm nay của chúng ta mục đích là xây dựng uy quyền cho họ nhà rắn chúng ta. Các bạn thử nghĩ xem, hiện nay các loài vật đều có vũ khí tự vệ. Voi có ngà, cọp có vuốt, trâu có sừng, còn chúng ta thì chẳng có gì cả. Chúng ta nên cử một đại biểu lên xin vũ khí với vua trời. Phải, phải có vũ khí mới tồn tại được anh em ạ. Nên tôi đề nghị cử anh Trăng làm đại biểu, vì Trăng to khỏe, có thể đủ sức đi lên trời. Ai nói gì Trăng đấy? Cả họ nhà ta đang định nhờ anh Trăng lên trời một chuyến. Chỉ có anh là to khỏe, đủ sức lên trời, xin vua trời ban cho chúng ta vũ khí để chống lại kẻ địch. À đúng, anh Trăng vừa to khỏe vừa sang trọng, đại diện cho chúng ta đi gặp vua trời là đúng rồi. Được, cứ để đó cho ta. Nhưng mà giữa đường gặp bọn thú dữ thì ta biết làm sao. Anh Trăng yên tâm, họ nhà rắn chúng ta ở khắp mọi nơi anh qua sẽ tìm cách đánh lạc hướng thú dữ để anh đi đường bình an. Thế thì được. Ta đang đổi lại con miếng mồi ngon dẫn xác đến rồi. Anh Hổ tha cho em. Tha thế nào? Bên suối có con nai ngon lành quá. Đúng, không nhanh chân là bảo gấm sời mất đấy. Nai ngon hơn Trăng, mình phải đi bắt ngay mới được. Hú hồn, thoát rồi. Hổ bị lừa một vố rồi. Thì ra các chú vừa tung tin đánh lạc hướng con hổ hả? Vâng, bọn em hỗ trợ anh để anh lên trời bình an. Anh nhanh đi, không hổ quay lại đấy. Ta đi đây. Chà, làm sao mà vượt qua được cái hồ này đây? Anh Trăng ơi, chúng tôi làm đường cho anh đây. Anh bò lên đây. Anh Trăng thượng lộ bình an nha. Chúng tôi chờ anh mang tin vui về. Nhờ rắn hỗ trợ nhiệt tình, cuối cùng Trăng đã vượt qua được đoạn đường dài và nguy hiểm lên đến trời. Kính chào vua trời, tôi là... Ta đã theo dõi chuyến đi của Trăng rồi. Ta thấy Trăng quyết tâm và cũng thương loài rắn yếu đuối, nên cũng muốn ban cho rắn một thứ vũ khí rất mạnh, như sừng, như ngà, như răng nanh, nhưng mọi thứ đều đã hết cả. Chỉ còn thứ vũ khí rất nguy hiểm là nọc độc, ta đành đem cho Trăng ban về phân phát cho họ hàng nhà ngươi vậy. Nọc độc ư? Tuyệt quá, tôi xin cảm ơn vua trời ạ. Trăng kia, bây giờ ngươi đã có nọc độc trong người làm vũ khí để tự vệ. Khi nhà ngươi cắn ai là kẻ đó chết ngay. Nhưng mà ngươi phải coi chừng, không được vì thế mà làm điều ngang ngược, trái với đạo lý, nghe chưa? Tạ ơn vua trời, tôi nhớ rồi ạ. Tinh Trăng đã trở về với kết quả mỹ mãn, làm nức lòng loài rắn. Chúng kéo hàng đàn theo Trăng đòi chia phần nọc độc. Anh Trăng ơi, cho em xin nọc độc nào. Anh Trăng ơi, cho em nhiều vào. Anh cho tôi trước đi anh Trăng. Ta muốn giữ riêng cho mình vũ khí để tất cả các loài rắn phải phục tùng ta. Anh Trăng ơi, cho em xin độc nào. Anh Trăng ơi, cho em xin nhiều vào. Cho tôi trước đi anh Trăng. Thôi đi, ta đã phải trải qua bao nhiêu hiểm trở khó nhọc mới đem được độc về. Còn chúng bay thì an nhàn vui sướng ở nhà. Chúng bay chẳng làm gì cả, lại muốn có vũ khí. Biết điều hãy cút đi. Nếu không, ta sẽ phun độc cho chết hết cả đấy. Trời ơi, anh Trăng nói gì vậy? Chẳng lẽ anh đã quên chúng tôi hỗ trợ anh ra sao rồi ư? Ta chẳng nhớ gì cả. Đàn rắn vẫn kiên nhẫn bám theo Trăng đòi cho kỳ được nọc độc. Trăng trở mặt rồi.
để ta nghĩ cách. Không thể để Trăng độc chiếm vũ khí vua trời ban cho chúng ta được. Cuối cùng cũng đuổi được chúng đi, mình phải làm một giấc mới được. Có búp măng ở kia to quá, thử cắn người kia để xem độc độc vua trời cho có thật độc không. Chà, độc độc thật, hắn chết ngay. Có phải anh ười làng mình không nhỉ? Anh ta làm gì ở trong bụi tre thế kia? Anh ta ra hiệu cho chúng ta đi trước đi kìa. Chắc anh ta đang đặt bẫy thú nên phải ra hiệu, không là đánh động đến bọn thú. Hả? Con người kia không chết thì ra nọc độc trời cho chẳng có tác dụng gì cả. Để trong người vừa nặng lại vừa bị bọn rắn xin xỏ thì bực mình. Thôi, nhả hết ra cho rảnh nợ. Thế là từ đó, loài rắn đã có nọc độc là vũ khí của riêng mình. Trong số các loài rắn thì rắn nước nuốt được nhiều nọc độc nhất. Nhưng khi xuống nước, nó súc miệng phun bớt nọc độc ra ngoài. Nọc độc tan vào nước, dính vào ngạnh cá trê và cá ngạnh. Do đó mà ngạnh các con này đều có nọc độc. Riêng Trăng thì nhả hết nọc độc, nên ngày nay nó là con vật không nguy hiểm, mặc dù thân xác rất to. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.